xong ông còn gọi em. Con nỉ tủa thang men phòng tin cách mạng không chi bộ đảng tuần lai tình lại chầu con. Bón bò me liền đù giấu rằm dù kích dùng phòng quyết tiến cuồng phàng cầm tó sắc tày. Nháp nằn bò me xã tủa thang cò cà sàn xung phàng xuân sắc. Có hôm khẩu nằm căm kìn hờ bố đùi cánh bẻ chè cán bộ cách mạng. Nhảy khẩu nham bản mương biến thái mớ, đảng bộ chính quyền cánh dần bay xã tủa thang, sớp tàm bến khầy nguồn lang cách mạng, chóng hanh dề dườn mà phê kinh tế, khảm khối cật cung ướt xa, tặng tánh bản na mớ. Họt khầy phòng bản na khổng xã tủa thang, cỏ mi lại phù biến thái chảnh tre, đơi kín rú dần bay mơ hương ím po nò bòm. Lung dùng nhẹ máu, té trầu men bí thư đảng ủy xã tủa thang tờn lau. Khẩu phì bắt nưng cầu hỏi xí xếp cầu, số nưng cán bộ xú cá tiền tờ khẩn ma bản làng cũ, khai men bản phì giảng sòng dệt vịa, trên báo nếu chưa dần bay bè tòi cách mạng khổng đảng. Hồ đầy luông tang khổng đảng, lại thành niên quê hơn tủa thang, cò phải dệt vịa cách mạng té nằn. Quần nằn đi chùa thầu, giảng A Báo, Thảo A Sùng, giúp bàn làng cũ. Hạng A Tăng giúp bàn tình xã xá nhè. Nhăm nằn tươi kiến rú không dần bay rút nỉ, cặt cung yếu điều. Chàm và sưng nằn, bò mè xã tủa thang lưng cà sàn, bòm các bộ đùi xung bàng xuân sắc. Có hôm khẩu nằm căm kìn hở bộ đùi, cánh bảy chè cán bộ cách mạng. Theo của báo của ấy kể lại là tháng 1 năm 49 thì có cán bộ Việt Minh về đến bản làng cũ. Còi đẩy nhiên thầu giàng A Báo tần lâu, bần nưng bị bắt nưng cầu hoi xí dịp cầu, mi chủ cán bộ Việt Minh mắc họt bản làng cũ, khai men bản phi giàng sòng không xã tùa thang khách nỉ. Bòm các đoàn mi thầu đặng nhu, thầu cận, thầu quý, chưa thầu mơ họt hơn thầu sùng sánh di, vậy nếu chưa bò mè sắp sái mũ sắc tay. Nhằm nằn tươi kiến rú không bò mè cặt cung yếu điều, hơn mông ca phả mày hiến trai hắc bé, mọi nhóm trắng mi hạ họt hốc chu hơn, cử chiếc kiến bóng mi trắng chút ầu pháu còn nhà ca dê tàng cửa. Báo mi xuồng sửa nung. Nhảy khẩu nham bản mương biến thái mớ, bên khầy nguồn lang quê hương cách mạng. Đảng chính quyền cánh dần bay xã tùa thang, cò phòng cà sàn, năm dệt cơ đề lang tì lung bùn mà bê kinh tế, khảm khối cắt cung ứng xa, tăng tánh bản náp mớ nặng quần phòng. Quảng nằn tọp hông sủ mê lung mi nặng quồng phồng. Sủ giống cơ đẻ lang tì cho tàng ngân câu khổng hươn mương, phải phân phúc chưa mà về kinh tế xã hội. Năm tòi luôn tăng khổng xã, bò mè cò chóng hanh ở cho tàng chừa phát mở khẩu dê dườn, phải lươn tấm nằm nắc cỏ búc bồng. Bòm nằn mà về tành liền sát xính, tòi luôn dệt trường hang khải. Ý mèn luôn kẻ khầy, tạ phân phù biến thái mớ, hở xã phòng sùng, tùa thang. Phố mê cho hơn còn mê nào này cũng hở mê dịp chăn nuôi, tảnh mà tảnh mù tảnh mà tảnh ngô tảnh khoái, tảnh cây đấy mà tên thu nhập gia đình. Tùa thang dày hù họt men xã mi tiền đòn quảng, nằm nắc khẩu ly lai, cánh mắt thua tường, tẻ lai nằng cuồng khuyền tùa chùa. Cỏ mi hàng hỏi chú hơn nằng tùa thang, khói cài cắt cung ứ xa, nhăng hợt gần dệt hằng, nhô bàng bưa mắt thua tường, cánh khẩu ly lai, bòm các tảnh hưởng sát xính, biết cái hát nan, tòi hương dệt trường hang cài. Vì sóng văn bài sao sàm, nằm mắc khẩu nằm phân ly khổng xã để chằm sòng văn hạ hồi tấn. Hôm bưng sát xính vết cái hạt nan cài xí xếp dòng văn tù.
té chơ nòng đường nằm thủy điện dần là bản nằm nhưng cần tùa thang cò sủ mê lung mi nòng nằm vầy mà bê kinh tế lên tướng thu nhập hở dần bay. Lần xưa lọ khải quảng luôn dề dườn tành bà sằng cuồng công nặng mẹ nằm te. Khai nỉ tên cá xã có mi hỏi nừng chê xếp công tành bà không cài xí xếp chú hơn dần bay. Bản vâng nằm nắc bà tẻ té sàm xếp họ sàm xếp hạ tấn bị nưng. Lại chú hơn thù ma mư giáo hạ xếp họ hâu xếp chiều mặn hơn bị nưng. Té luôn dề dườn tành bà sằng cuồng công. Cảm thấy lợi thế về mặt sông nước thì ngay từ khi mặt nước dâng lên thì núi bà con nhân dân cũng theo nguyện vọng. Mi nòng đừng nằm ngày tết chứ mẹ nằm nhưng khẩn bao mẹ có mi lang phở tành bà sằng cuồng công dân nằm ủy ban nhân dân xã có phải phân ngân tiên cho sửa bao mẹ bà chữa công sằng bà quản ba bao giòn kỹ thuật phải bao mẹ bà pe tành bà sằng cuồng công. Lần xưa lò tại vì dòng văn bài sao tàu ma, xã cò cho sửa bò mè dàn bay, lại luôn vầy bò mè, mà pè, tảnh bà sằng cuồng công, nặng mè nằm te. Tùa thằng khay thì đằng biến kinh bành nửa, té hơn rào so bày tăng ma, mường phải lái linh, họ đơi kỳ rú khổng dàn bay, cò từng mử biến thái chảnh tre. Chạm và nhanh lại củ dạ cha tót nả. Ha và cấp luôn chóng hanh không đảng bổ, chính quyền cánh dàn bay chu trợ quân cuồng xã. Phổng sùng tủa thàng chi mờ hương mà khảy xưa.